biết có người theo đuổi Bạch Tuyết, là người từng trải, lão Ngô, đương nhiên phải kiểm tra người đó, chính là bác sĩ bên trong. Bác Ngô, tôi không vào đâu, ông tự vào xem đi. Đây không phải là nơi tôi xuyên không đến sao? Chẳng lẽ người theo đuổi cô ấy là bác sĩ? Phương Phương, tối nay có rảnh không? Chúng ta đến khách sạn thảo luận về bệnh tình. Lần trước khám bệnh còn liếc mắt đưa tình với y tá, tên này thật không phải người tốt. Bác sĩ, anh dùng miệng rác hơi à? Không phải lão Ngô sao? Thời gian dài như vậy ông hẳn đã... Tôi hẳn đã chết, phải không? Ông, tôi không có ý đó. Chỉ là tình trạng của ông sao còn ra ngoài được? Bác giờ có hệ thống, xong đến khi bệnh viện các anh đóng cửa không thành vấn đề. Đã bắt đầu nói năng lung tung rồi, xem ra đúng là hồi quang phản chiếu rồi. Bác ơi, ông đến đây là muốn khám bệnh sao? Ban đầu định khám, bây giờ không cần nữa. Bác Ngô, ông thấy thế nào? Cơ hội đến rồi, tôi phải nói câu gây sốc, khiến cô bé ngạc nhiên. Hừ, người đó đúng là biến thái. Tôi vừa vào, anh ta đã đòi khám cho tôi, nhân cơ hội sàm sỡ tôi. Đinh, nhận được sự ngạc nhiên từ Bạch Tuyết, tăng thêm 60 ngày tuổi thọ, chủ nhân đã tích lũy được 2 năm tuổi thọ. Mở gói quà siêu lớn, nhận được kỹ năng miệng thật thà. Sử dụng miệng thật thà hỏi người khác, đối phương sẽ trả lời thành thật. Kỹ năng này có khuyết điểm, nếu đối phương không nói được hoặc không nghe thấy tôi nói, thì chẳng có tác dụng gì. Cô bé, tôi hỏi cô bác trông đẹp trai không? Không đẹp, thậm chí còn hơi xấu. Sao tôi lại nói thật ra vậy? Dù bác không đẹp trai tôi cũng không nên nói thẳng chứ. Sự thật nghe đau lòng thật, nhưng kỹ năng này khá hữu dụng. Hey hey, bác sĩ, tôi nhận được điện thoại bên ngoài. Đây không phải điện thoại của bác sao? Bác, cảm ơn ông, đây là của tôi, không ngờ ông nhận được, tôi đã tốn không ít tiền đấy. Vậy anh mở khóa tôi xem. Quên mật khẩu điện thoại rồi, không mở được, đây là của tôi. Anh đương nhiên không mở được, tiểu tuyết thấy chưa, sau này tránh xa loại người này ra. Ông chỉ là một ông già, có tiền mua điện thoại tốt thế à? Không có tiền tôi nhận được. Tiểu tuyết, em quen lão này à? Tào quân, không ngờ anh lại ghê tởm vậy, ngay cả ông lão cũng không tha. Anh thật sự thích Bạch Tuyết sao? Đương nhiên là không, tôi chỉ muốn chơi đùa với cô ấy thôi. Sao tôi lại nói ra lời trong lòng vậy? Tôi thề là tôi thật lòng thích Bạch Tuyết. Vậy anh còn thích ai nữa? Tiểu Tuyết, Tiểu Phương và cả dì Lao cũng mới đến. Sau này tránh xa Bạch Tuyết ra, nếu không tôi sẽ phanh phui hết chuyện xấu của anh. Ông rốt cuộc là ai? Ta là sứ giả của công lý, hiện thân của ánh sáng, thần hộ mệnh của Bạch Tuyết. Cô bé đừng buồn, không đáng vì loạn người này đâu. Bác để cháu đưa ông về, cháu làm việc tốt nhé. Ta đi lên xa đi chút. Cô có sai không? Tôi không sai. Tháng này tôi sẽ trừ hết thưởng và hoa hồng của cô. Cô cứ nhận sai đi, cũng đâu mất miếng thịt nào. Tại sao tôi phải nhận sai? Rõ ràng cô đang trả thù, muốn trừ lương tôi. Cô là cái đinh gì? Cô đợi đấy, tôi đi tìm giám đốc ngay. Việc gì phải thế? Cô ta và giám đốc uống thân nhau, cô đấu không lại anh ta đâu. Không làm ở đây nữa thì thôi. Lão Ngô, sao ông lại đến đây? Định đến dạo một chút, kết quả thấy cô cãi nhau với quản lý. Cần tôi giúp không? Vẫn để tôi tự làm đi, không làm nữa thì thôi. Quản lý Bạch, Sally làm hỏng khách hàng tiềm năng, còn không chịu nhận sai, chấp nhận phạt. Người ta chỉ muốn tìm hiểu thôi. Tính là khách hàng tiềm năng gì chứ? Cô đúng là công báo tư thù. Sao dám nói chuyện với quản lý như vậy? Chỉ riêng thái độ của cô, tôi đã có lý do để trừ lương cô rồi. Quan hệ với cô ta thế nào? Cô ta là bồ nhí của tôi. Sao lão già chỉ hỏi qua loa, mà đối phương lại nói ra sự thật? Đinh, nhận được sự ngạc nhiên từ Sally, tăng thêm 60 ngày tuổi thọ. Vợ anh có biết chuyện này không? Sao có thể để cô ấy biết được? Con hổ cái đó mà biết, còn không đánh chết tôi. Miệng tôi bị co ra đà. Bác này, chúng ta có gì nói trong văn phòng đi. Vậy chuyện phạt tiền Lily nhà chúng tôi giải quyết thế nào? Phạt tiền gì? Sally có làm gì sai đâu, ai dám phạt tiền cô ấy? Sao từ khi ông lão này xuất hiện, mình luôn xui xẻo thế này? Bác à, tất cả đều do con ả Mạnh Hồng gây ra, không liên quan gì đến tôi. Chỉ cần sau này anh đừng nhầm vào Sally là được. Lát nữa tôi sẽ cho Mạnh Hồng cút, để Lily làm quản lý. Ông có thể giải bùa trên người tôi không? Hóa ra anh ta sợ tôi là vì tưởng tôi bỏ bùa anh ta. Cậu cũng biết được đấy, nhưng chuyện này ta không muốn truyền ra ngoài. Lặng lẽ mở cửa, có người nghe lén ngoài cửa. Quản lý Bạch, mau cút đi, nếu còn dám nghe lén tôi sẽ không tha cho cô. Đại sư cao nhân, tôi thua rồi, xin ông tha cho tôi. Được rồi, ta đã xóa bỏ bùa cho người anh rồi đấy. Cảm ơn đại sư đã rộng lượng, nhớ không được tiết lộ chuyện của ta ra ngoài. Nếu không anh biết họ của đấy. Đại sư, ngài còn nhận đệ tử không ạ? Tư chất của ngươi quá tầm thường, ta sẽ không nhận ngươi đâu. Chỉ cần ngươi đối với Sally, tốt hơn, sau này ta có thể cân nhắc. Ông yên tâm, sau này tôi coi Sally như em gái ruột, đảm bảo không bạc đãi cô ấy. Bác ơi, giám đốc có làm khó ông không? Cô gái cứ làm tốt, ta đã nói với giám đốc của các cô rồi. Sau này cô làm quản lý. Đinh, nhận được sự ngạc nhiên từ Sally, tăng thêm 60 ngày tuổi thọ. Lần này không một công, nhận được 2 phần thưởng từ Sally. Bác nói đúng. Lily, sau này cô là quản lý, công việc có khó khăn gì cứ tìm tôi. Lão già này làm được vậy thế nào? Chẳng lẽ họ có giao dịch mờ ám gì?
Này Tiểu Ngọc, có việc gì không? Bác Ngô, bây giờ ông có thời gian không? Vẫn là vụ hung thủ cần ông đến hỗ trợ. Lấy lời khai. Được, tôi bắt taxi đến ngay. Hôm nay ba bước đi dạo, kiếm nửa năm tuổi thọ dễ dàng. Nên đón nhận tội chưa? Chưa, đối phương rất không hợp tác. Theo các manh mối chúng tôi nắm được, còn vài vụ án lớn có liên quan đến hắn. Các cô muốn thẩm vấn ra cái gì? Đối phương đã đánh bao nhiêu người? Trường xác ở đâu? Đây là những điều chúng tôi muốn biết. Đây không phải buồn ngủ gặp chiếu sao? Cô có thể cho tôi gặp hắn một lần không? Biết đâu tôi có thể khuyên hắn khai ra. Đội trưởng, hắn vẫn chưa khai gì sao? Không, một chữ cũng không nói. Cho tao cơ hội, tao nhất định giết mày lão già khốn kiếp. Thành thật đi, mày nghĩ còn cơ hội ra ngoài sao? Hay là ông ra ngoài trước đi? Không sao, để tôi nói với hắn vài câu. Mày đã bị bắt rồi. Thì khai thật đã giết bao nhiêu người đi? 8 người. Không thể nào, chỉ một câu của ông mà hỏi ra được vậy sao? Đinh, nhận được sự ngạc nhiên từ Ngọc Tiền. Tăng thêm 60 ngày tuổi thọ. Vậy khai chi tiết hơn đi. Mày giấu xác những người đó ở đâu? Tiểu Trương mau ghi lại vị trí. Lão già, mày đã làm gì tao vậy? Không tin tao giết mày. Mày không còn cơ hội nữa đâu. Kiếp sau là người tốt đi.